Ơi nãy giờ, hôm qua giờ là bị sự cố 3 lần rồi, đây lần thứ 4 nè. Ơi chắc là bữa nay 2 ngày qua là ngày xui rồi. Chào cô bác quý anh chị, thì Phong Muội sau thời gian đi quay YouTube, hiện nay Phong Muội đang gặp nạn. Ơi lên được chưa? Ờ được mà. Một ngày nghiêm đó mà lên được đó. Sao kiểu kêu quẹo xuống thì chửi mẹ xuống cái đường nó sao lên nấu. Nhìn hướng ngầu. Ê đi xuống dưới hỏi. Dạ giác này bình thường ngẹo à. Đâu đã. Đó tao. Cộng sát lại đi. Cái này bao. Đó, đó. Bình thường ha. Đó. Ngày một đêm. Sao ơi? Sẽ bánh nữa không hả? Có chìa khóa không? Mới qua mất lầy ngay chỗ kia. Nay sẽ bánh. Lên được thì sẽ bánh. Ồ chắc cái không có cái năng. Có nữa. Con xe có đây. Đây này là cây kéo nè. Tính lấy cái cây này kéo. Không điếu. Khổ ghê trời. Học mấy nhà ta. 62 ta, ổng biết đường vô đây có hay á. 62. Điện ổng không bắt máy luôn. Nghe chú anh đó. Này gỡ này ra. Đổi hả? Dạ. Cái này là trong kế hoạch hay là ngoài kế hoạch? Ngoài kế hoạch. Xe không có ống điếu hả? Không có. Ông điếu thì nhà cậu có kìa. Tàu vô ông dạo. Không, ở trên nâng á, nâng bánh á. Nâng hả? Gì vậy mình để nhóm ra đi ha. Nhóm ra đi chút nữa. Cái đội cậu có. Bộ nó không có cái cây quay gì sao nè, trời ơi là trời. Để đi hỏi cái nâng á chứ. Ông Sáu biết sao, bữa hổm là đi xém chìm phà chết rồi. À tại vì bữa nay xe đi sự cố luôn á. Bất mãn. Trên bờ sao cũng được, đựng dưới nước với ông qua. Rồi xe thay bánh thì cua có không có đậu đậu lên cái gì đậu. Lấy cái đồi kìa. Có đó chứ mà làm. Có đồi mở không? Có cái đồi không cậu? Đậu đó hư đó tao đừng mở. Mở rồi. Trời ơi trời. Đậu lên đây thay thôi. Đúng làm cái clip này là Phong Muội gặp nạn là đúng. Đúng rồi, mở đồi rồi, tháo rồi. Cái đồi. Sáu cái đội mới hồi qua cái đó. Tính ở đây đến thứ hai thứ ba giờ luôn cô Sáu. Yeah. Mới chạy lên nắng cô chạy lên được đó. Có khi nào bị sự cố trùng hợp giống vậy không? Chưa lần nào xe bị lủng bánh á. Ồ thì xe là phải có lủng thì xe qua mình hết mình đó. Xui đủ lên trời tự nhiên giờ sẽ bánh trời. Xém chìm ghe nữa. Đâu có biết hồi nãy ông điện hết cái cây qua. Đâu biết sẽ bánh. Liên qua thấy nữa. Cô Sáu thấy hả? Ồ cái bánh này nó giống như bánh xe của Taiga của mình không ta? Giống y. Giống y vậy không sao hả? Lấy ra hình này vô rồi chứ có gì đâu. Thiếu cái đội chứ. Ừ, có cái đội nữa. Dạ đi. Ok, mượn cái đội. Cái này người ta nói cái câu gì phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí vậy nè. Thôi giận uống nữa đi. Thôi chả là tiền thu cái gì phải thừa chảy dù không chảy. Chị đứng gọi hạt. Lát nữa em uống được. Bực. Bởi vòng ôm chảnh. Bởi không quen chửi là đúng rồi. Sao giờ kinh kịch củi vậy? Cậu đi mượn cái cây đội rồi. Hồi nãy là lo là tính lấy cái đó đó kéo lên. Sao giờ cái tuổi nào? Em tính đứng
như chị Sáu bển bán quần áo với chị Sáu Phú Tân á. Dạ. Bán shop quần áo không? Dạ. Em ở Phú Tân nè. Lúng bánh gì ơi. Lúng bánh rồi. À. Bây giờ giá như sao? Mày thổi lên ra thổi rồi mày. Ông Sáu, ông thường ngày ông chạy đường, bữa nay ông sửa bánh xe luôn trời. Sửa đường ông Sáu? Không. Vô xe cái đội gì đó hả? Em vô xe tao qua. Nó có cái sườn sắt trong đây nè. Thôi được rồi. Thôi lấy trời, lấy cái đội đi Sáu ơi. Rồi. Ây, gãy cây dưới kìa. Không được, lấy cái cây đửa, tự gỡ ra được vô. Nè, không dịnh đi, để tôi kiếm cái cút đi. Khác đừng cho nó ái được. Để đội gì kìa, từ từ đi. Nó xuống luôn đi anh. Kế bên đây à. Nó không, chị ngầu tiếp chứ. Chị lên ngầu nghỉ cái luôn á. Chị ngầu cái lại nhổ liền. Thôi vô nhà bớt đi, có gì đâu vui vậy. Xe không. Đâu, căng ca. Kìa đi, đội đem gì tới. Xe ra chạy. Sao? Nhà ngồi nghỉ đi. Vô đây nè, chạy. Kia có không? Có chưa chắc đút vô được. Nhìn thấy rồi có chắc gì đút vô được. Đút được không? Cái lỗ nó cao. Được không? Nè. Không bắn cái nữa đi. Đút không được luôn. Cao. Nếu đút được nó đào đất. Tại vì nhóm lên lấy ra cái rầu vậy. Nhóm gỗ á. Nhóm lên lấy ra cái rầu vậy. Cái này ở thành phố làm gì có khúc cây lớn gì trời. Được không anh? Được thì em khỏi ấy. Đào với cao hơn. Cao hơn nè, xúm nhau ngồi đi. Xúm nhau ngồi lên đi ngồi. Dạ. Quẹt ơi. Con cho mình chị Nguyệt ngồi là đủ rồi. Thôi anh Hồ nha. Cắn được không á nghe. Mình đừng cắn không được, cắn không được á. Ngồi rồi đúng rồi. Cao hơn đuôi không lọt á. Có gì chim trong đó không? Anh kiếm khúc cây chim nó chim bên đó, chim bên cao nữa. Cao nữa tại bánh nó sạc nè, nó mắc gì đó. Ai ai phòng ngồi phóng, ngồi phóng, ngồi phóng. Ngồi đưa bánh nó cứng nó cao. Quay clip. Thấy YouTuber mà khổ ghê ông cô Sáu. Trời ơi. Ông Sáu hàng ngày ông bấm nhẹ nhẹ không, bữa nay ông làm mạnh ghê trời. Nè đã xuống kiếm này, rưỡi này lên cho nó cao lên rồi. Nó có, đã vậy đi, đang được mà. Ngồi được không? Chưa được. Chưa, bây giờ gỡ này ra trước đi. Chưa, để ấy, để cứ gỡ ra sạch lép à. Gỡ ra cho được, gỡ ra cho hỏng luôn, gỡ ra rồi, sao đây. Rút vô. Cái này, bỏ ra đi, đưa cái đó vô. Cũng thấp hơn. Này nữa nè. Thấp này á. Nó để dưới á chứ. Cái này để dưới hả? Bởi này không tại. Không, mình treo trong này có sắt nè, chứ đâu treo cái đó. Chưa, để gỡ cây lên ra bàn. Để cái kim này dưới nó mới không đúng. Thôi đừng có xong quá nó. Cho nó hỏng mới được. Chỗ của ông chim ra, ông chim máy cài không nấu hư đâu. Bữa nay ông chim xe hơi nữa trời. Nó điệu chứ. Được rồi, ngồi mình gác bánh vô được không? Được, nè, mạnh lên coi. Ừ. Không có cao mới được. Thôi, hồi vô lấy cái bản này. Đúng rồi. Xin tóc đi. Tại bánh mình đưa cái đậu đậu vô ngay đó coi. Cái đậu được đó. Cái đậu màu vô coi. Cái đậu màu vô đó được đó. Được quá. Được đó, dặn xuống. Ừ. Lấy cái gì dặn, lấy cái gì quá bạn. Lấy cái gì dặn? Rồi, được rồi. Lấy cái đầu gạo lên. Nó có đầu này ủ là nó bước đi, sạch xuống sau cái tiền tiếng cái giò này đi. Được rồi. Được. Rồi đó. Động rồi mà không lên. Sao lại quá sợ không dặn cái trời. Cái đội này nó cao được nhiêu cậu? Tắt máy à. Rồi. Có cao đi, tốt. Người bánh người dễ. Cho bánh nó hỏng lên luôn đi. Đảo về đi. Bà ngoại thay mua đồ đúng không? Chập tiếng. Gặp dở cao cao. Đường mình đi không được rồi. Rồi dở cây lấy cho người ta qua đi. Rồi gì được đó, đây có gài số là chưa? Đi ra đi để mình làm nó dơ sẵn rồi. Quay lại đầu kia xe chứ không? Xe ở... không? Cái miệng ngậm gì xe gì vậy? Buồn ghê trời. Đừng có đổ thừa em, tại sao em được? Tại có bà Tiên. Ở đây.
hồi giờ lần đầu tiên em chạy xe ô tô, lần đầu tiên bị lụng bánh không à. Chỉ biết là có một cái bánh xe cua thôi, bữa nay lấy ra nè. Nàng tiên dán chằn. Hôm qua đi quay mưa, bữa nay không mưa hả? Bữa nay nắng rồi. Cái bánh này mới sử dụng luôn hả Phong hả? Sử dụng luôn. Thì giờ xài cho tiết chuyện ta chứ. Ờ đúng rồi. Bên cũ bên mới thì lỡ thay thay bánh luôn đi. Rồi. Bánh đồ thay. Wow. Trời, nó ông Sáu chạy qua bên đây nhậu mà bây giờ ông Sáu ông vô tay chân giờ luôn, ông mang rồi găng tay là đúng rồi. Pha mà dắt xe ông Sáu bẩn trong mát pha. Đúng rồi, anh kia định ông Sáu chỉ đường cũng đi, đứng ông Sáu, Sáu già dữ, què hay cái khô đứng đâu kêu ông Sáu. Ông Sáu chỉ đường ông già già kêu ông chạy thẳng qua đường đó. Tại theo hộ kìa. Chỉ lư khờ chạy kia rừng mở trường. Lấy cái cây gì đó xuống mua cả gì đấy gì. Rồi xong rồi. Phước Bắc trùng lai mà quả vô đơn chí là đúng rồi đó. Qua đây. Biết đâu chiều nay trúng số sao? Hôm qua giờ chưa mua tờ nào hết. Có mà á. Có hả? 5 tờ. À đúng rồi, sáng sáng có cô nào ủng hộ á. Giờ chưa? Giờ. Có thể chú. Nè xu vậy. Đợt sau mà anh đi chở gái nữa là chị nặng không? Đợt sau này cho chị gái. Chở tiền nữ cặp đàn đi. Thấy không? Mất mẻ quá. Dạ thôi lát. Dạ chú ơi. Đội đi xe về. Được rồi anh sao? Cứng đi. Thì cứng thì hết nổ thôi. Cái đó này, cái này thường người ta bắn mấy thôi. Không có gì được rồi. Hai cậu ta thường cầu này, hai cậu lần. Rồi xong. Sao đậu? Lấy đậu ra không được. Cái đầu ra không được. Chạy đó nhích tới cho nó. Cái cho gãy thuốc thôi. Ngày bắn đi, ngày bắn đi ngang như nãy á. Dễ dị vụ chạy ta. Cái nãy rồi. Ồ cái bánh lần đầu tiên sử dụng luôn á hả? Cái mới mà. Còn cái này là cái mà mình định câu nè. Ở trước á. Dạ. Là thế má. À cái này là mình trang bị để móc xe lên hả? Xe mà cũng không biết luôn. Trời này nó chảy. Đi. Mình không biết tác dụng nó là gì trước đây không Phong hả? Trước mẹ cái đậu này có nút đâu ta. Nó nãy vậy đó chứ đâu có đụng nút nó giờ đâu. À cái này hồi sáng mà là Phong coi nè. Phong coi để móc cái chiếc xe lên nè. Chạy xích cái nút gì nè. Chạy nhớ. Móc chỗ nào? À em quấn này vô đây đúng không? Quấn vô xong kéo. À kéo lên. Hồi sao? Bây giờ mình không biết cũng dở ha. Vậy mà mò miết. Lấy cục sạch nhét mẹ đi. Cái này là hồi sáng là mình tính ấy ra nè. Nó là chào kìa. Ơi nãy giờ, hôm qua giờ là bị sự cố 3 lần rồi, đây lần thứ 4 nè. Ơi chắc là bữa nay 2 ngày qua là ngày xui rồi.